Đang đi kiếm vợ nha quý vị khán giả. Đó bây giờ Hoàng Dũng Vlog ghi hình ảnh như thế nào để cho khán giả cùng xem nha. Đó. Bây giờ Hoàng Dũng vô quay ảnh hỏi chị ấy như thế nào. Mình rồi. Mình rồi hả? Con có gia đình chưa? Chia tay à? Chia tay hả? Còn bây giờ là nhưng mà hiện tại giờ là cửa phòng anh còn mở rộng phải không? Okay. Hả? Ok. Bây giờ anh đến với em đi, em có mở được không nè? Đó. Sao anh chở anh sao nè? Sao? Ha. Sợ thấy không? Chị cũng mở hả? Thôi cái chuyện đó ăn thua hai đứa mình thôi, khỏi cần mà hỏi ý kiến má. Mình chịu là má chịu hả? À. Đúng rồi. Thấy không? Trai quá à. Sao anh chàng hot boy nè, đây là biệt danh là anh chàng hot boy đó. Hot boy đúng rồi. Đó sao chị đến với anh chàng hot boy được không? Thì trong cái tâm của tôi là cửa phòng đang mở rộng đó. Đến với anh đó mà còn rồi đó anh. Sao anh, chàng? Rồi. Sao rồi anh trai, được không? Đâu má la, mình giấu má đi anh. Đâu má la hả? Đó. Bây giờ là bữa nay là cho anh tới công chuyện luôn. Sao nè, xíu làm lễ luôn rồi. Làm lễ khai mạc cho anh và chị ấy luôn đó. Lễ ha, ăn dịch. Hả? Lễ muốn ăn dịch hả? Ăn dịch chứ. Thôi bây giờ không có dịch mình ăn ổng đi anh ơi. Hả? Ok. Ok. Tại vì em có thường xuyên em đi bán rau cải này nọ là thoải mái, anh muốn ăn rau gì cũng vẫn có. Hồi trước thì em đã bán ở quốc lộ 60. Đó. Thì chính danh của em là chính vàng bán rau cải. Tên gì vậy? Tên gì? Chính vàng. Chính vàng. Chính vàng bán rau cải nha. Rau cải hả? Dạ. Quốc lộ 60 đó anh. Chính vàng. À. Đi quốc lộ 60 không anh Trâm? Đi hả? Thôi địa chỉ đi. Thì yêu cầu là anh để tới là quốc lộ 60 đó là ngang ngang nhà trọ Như Ý đó. Thì anh hỏi em chính vàng anh không bận. Wow. Ok. Siêu kì kìa. Thấy sao vậy? Thấy tại sao trong tâm anh cảm thấy vui không? Nhìn mặt kia kìa. Đó mình bây giờ mình ngồi gần chút đây, có việc là mình đến với nhau luôn. Thì tôi vô chút đi. Đó. Thì bây giờ là em quay là cô bác anh chị cùng xem video này đó. Bây giờ đang đang xem. Đó như coi như hai anh. Ủa như thế nào. Anh nói là anh tên gì, anh tên gì? Chàng Đăng Nghi. Chàng hả? Chàng Đăng Nghi hả? Ủa chàng hot boy đi cho nó nghe nó hợp chút. Hot boy gì, hot boy nhà nghèo vậy đó. Hot boy nhà nghèo. Hot boy nhà nghèo kìa. Ờ cái quần anh đeo gì quá trời vậy, cục bốt cục gì nữa hả anh trai? Một tháng quá trời luôn kìa, chị xem kìa. À, em xin bây... đụng chút được không anh? Gì? Chắc được. Em xin đụng cái đó chút được không? Được bình thường. Đó, bây giờ gì đủ thứ luôn chị rồi. Chị nó đụng cái gì? Em đụng cái lòng thòng này nè. Đụng cái lòng thòng nha. Chị nó đụng là đụng cái đó. Không, tháo ra cho chị xem xíu ơi, có cái gì trong đó vậy? Chắc phá hoài với gì phá hoài. Hả? Anh thấy review từng cái coi nó có mắng tính chất ý nghĩa làm sao nè, như con này nó sao nè. Treo gì đó, treo trưng bày gì đó. À, treo trưng bày nha. Trưng bày thôi hả? Ừ. Chắc không có ý nghĩa gì hết trơn hả? Có ý nghĩa khi người ta thấy, người thích người ta xin người. Còn mấy cái quần đeo tải làm sao anh? Hả? Đắt hả? Này nè mấy dây gì? Những dây đoạn, dây gì? Cái dây em đi về cái chùa. Có ý nghĩa gì không? Có. Bây giờ sao chứ? Chính sao nè? Bây giờ sao nè? Nhưng mà làm gì địa trên cái điện đó là để sợ ma vậy đó. Không, bây giờ với chính sao nè? Tính sao bây giờ mình có chung sống với nhau hay không? Đó bây giờ bữa nay là sẵn hỏi luôn. Đó. Hỏi anh như thế nào? Có chung sống với nhau được hay không? Thì phải thì bữa nay là làm lễ luôn. Làm lễ ăn ngỗng mà. Dịch không ăn ăn ngỗng ha. Bữa năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? 37. À anh 37 tuổi. Rồi chị bao năm nay bao nhiêu tuổi? À mới tròn 50. À đó là một anh chàng 37 là một cô 50 hả? 50. Sao thấy trẻ chứ ta? Đúng hả? Một chị 50, anh chàng 22 mấy, 27 phải không? 37. 37 hả? Thì bây giờ là hai người đến với nhau được rồi. Sao anh chàng? Đó bây giờ là trả lời đi chứ. Ok mở sao?
kia mà xong đâu ông sao đó là sao. Bây giờ hai người mà chung sống là dọn quần áo cho anh là đẹp trai liền đó, là dọn lại luôn. Là chịu làm ăn không? Chịu mà, đồ ở nhà thì đầy à. Ở nhà thì đầy đồ. Rồi hàng ngày anh làm công việc gì nữa? Đứng cho đứng nghe hả? Đứng cho đâu nghe, đứng cho là cho ăn sao nữa hả? Là mình làm gì? Có điện nước rồi. Làm điện nước luôn à? Làm điện nước luôn. Làm điện nước giết là thấy công an mời lên phượng quá gì. Anh chàng đó là hiểu lầm à? Tao hiểu lầm nghe, tao nghe đồn là bị yêu ngang phượng mình gieo, mình gieo trang trí rồi mình câu đèn lại nó tưởng mình đi cắt phá điện à? Vậy là công an mời anh lên vài luôn hả? À câu xe sáng rồi nó không biết tưởng mình đi phá, tưởng mình phá đồ của anh ta phải không? Đó ông treo mấy cái lồng đèn gì ở trên trụ á. Trời ơi, leo lên chảnh treo luôn hả? Trời ơi, cái đó là nguy hiểm lắm á. Mình lỡ mình có xảy. Mà bây giờ bây giờ dính vàng xin phép ha. Để anh sẽ đến với em á, thì em có cho anh lên treo nữa. Đó. Quê anh chạy đi mua lấy rau cải ở chợ Sóc Trăng mình. Đó, được á. Chỗ mà vừa em bán. Đó, bây giờ là bán rau cải đó, tiếp phụ bán thôi, tiếp chở đồ thôi. Thì có thể thỉnh thoảng có lúc mấy anh này đến quay nữa thì đó, bây giờ có duyên thì tụi em đã đến ghi hình hai anh chị nữa. Để anh chàng ha, để nha. Ủa quốc lộ 60 là ở đâu chính? Chạy từ Sóc Giò đâm qua chỗ khu công nghiệp đó. Khu công nghiệp đó, công ty nhà bè đó anh. Chưa tới công ty nhà bè. Ừ, Sóc Giò. Từ Sóc Giò hả? Thì nhà trọ Như Ý đó. Vừa qua cái nhà trọ Như Ý cái là tới cái hoài thuốc Tây, tiệm thuốc Tây là nhà của dì Hường, đất của bà Hường. Hồi trước thì bán cho dì bệnh thì cũng có một lúc cũng có ai đầu tư đến quay nữa rồi em ngưng lại. Ủa vậy hả? Vì chính gần đó là có biết cô Thảo Sương không? Thì Thảo Sương ở đây với bạn. Là bạn của cô Thảo Sương ha. Cô Thảo Sương hả? Bạn có lúc trước là có linh hình với cô Thảo Sương đúng không? Có đi xe mạ đây nọ. Đúng rồi. Cái nhà của Thảo Sương cho ăn ớt cũng có luôn. Nhà bà con đó. Còn một người nữa, còn một người chị tên gì ta? Chị hay đi với chị Thảo Sương là gì ta? À, Tần Quy. Đúng rồi, Quy. Ai chỉ đâu không thấy? Hồi hôm thì cũng có đến chỗ mà cung mới cũng ra có hát không? Đó. Mà tối nay thì có, mà sáng nay có thể là chứ chưa chút mới đâu qua. Mà chính có biết hát không nè? Đặc biệt chứ. Chuyên lô tô hát lô tô không? Chính hát lô tô. Có hả? À, rồi bây giờ như thế đi ha, nhân sẵn mấy anh đã quay thì có nhân một cái đoạn kêu số thôi. Dạ. Ha. Thì có thể là chính kêu được vài con số cho mấy ok. Rồi thử một đoạn cho khán giả. Khán giả cùng xem đi. Rồi ok. Rồi, trước tiên thì chính sẽ xin chúc quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn đang xem ha. Thì chính cũng có từng một lúc đi đoàn của anh Hoan á. Thì cũng như là học lớn thôi. Và cũng như là chính sẽ ca được vài con số nha. Dạ, vô. Cà ra mà con mấy con số gì đây, con số gì đây? Lô tô giải trí lô tô quý thầy quý cô hãy nghe mà cho kỹ, đừng si đừng nghĩ em kêu cái lỏng cờ. Cà ra mà con mấy con mười cái gì ra, con mười gì ra? Cầm dao chẻ mít ít muối mà nhiều sơ bở, tôi lẳng lơ chai tơ nó chọt theo, chứ tôi mà đàng hoàng ai dám mà ghẻ khinh. Con mười chín, con mười chín, cà ra mà con mấy con số cái gì ra, con số cái gì ra? Heo mẹ heo, con heo nào mà ăn cám? Con số tam, con số tam, con số tam, cà ra mà con mấy con mười cái gì ra, con mười cái gì ra? Hai con gà đá nhau, một con đổ máu, một con nấu cháo. Con mười sao, cả đó mà con mấy con bốn cái gì ra, con bốn cái gì ra? Hủ qua, mắt đắng hủ qua đèo. Anh thương em đừng nghĩ mà giàu nghèo, ba năm mà nghĩa dỗ ba lại cái bình yên, còn bốn chuột nguyên. Hey. Wow, quá tuyệt vời. Mấy cái bài này mà có nhạc rap vô á, hát hay lắm á.
nói thiệt mình hát chay hát khô vậy à, có nghĩa là em hát khô như thế thôi để nhưng mà bữa nay là rất là vui ngày rằm ha, thì em đang chọn được một người bạn. Anh phải nhớ là anh phải về nhà anh xin phép mẹ ha. À, ok, sẽ có một ngày không xa Vịnh sẽ chở anh Sàng đến tới nhà kính gì kính gì kính vàng kính vàng kính vàng kính vàng bán rau cải ở quận 60 quận 60 ủa Thảo Sương biết kính vàng đúng 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 rồi, tại vì Thảo Sương lớn hơn chính là 10 tuổi, Thảo Sương nay là 60 thì chính nay là 50 thì cũng là bạn đồng nghiệp với nhau cũng rất là lâu năm rồi anh. Dạ. Ừ, cứ giống nhau không? Liệu giống nhau không? Liệu giống nhau lắm. Liệu giống nhau luôn hả? Dạ. Không khác gì nhau nha. Nãy giờ Thảo Sương có tức bò à. Dạ. Đủ nhiêu? Đủ 4 ngàn. Còn chính là sao? Dạ. Có cái gì? Thì em chỉ có nhưng là thời gian, nhưng là lúc liệu thì mình không có kiềm chế được. Đó là mình hiểu là đó là thật luôn ha, thật luôn chứ không phải là phải không? Nó giả dối đủ đâu. Phải không? Liệu thật luôn hả? Thật luôn á. Dạ. Ở xưa nói à hôn à hôn. À hôn à, động động cái là chơi ma hôn. Ma hôn. Ma hôn. Sao giờ thấy sao thấy chàng sao nè? Anh xin phép mẹ nha anh. Ok. Đây khán giả đây ngày hôm nay cũng tình cờ mà cũng nói chung cũng rất là may mắn gặp chị Chính Giang. Bây giờ Hoàng Dũng cũng khép video tại đây để có duyên thì Hoàng Dũng cứ quay một anh chàng và cô Chính Giang để quay cho khán giả cùng xem. Đó, bây giờ Hoàng Dũng cũng kết thúc video tại đây. Mời quý vị khán giả cùng xem tiếp theo.